Hey, xin chào anh chị nha. Em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay á, em gửi tới anh chị một miếng đất cực kỳ lớn luôn. Lúc trước là nuôi tôm nha anh chị. Chỗ này giống như là vùng nuôi rồi, thuộc xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha. Khu vực này 99% là bà con nuôi tôm rồi. Miếng đất em gửi tới anh chị đây, có hai mặt tiền, một mặt tiền giáp với con đê. Con đê này ô tô chạy thoải mái ha, ô tô xe tải đâu. Còn phía sau á, giáp với sông Mekong, bên kia là của Tiền Giang nha anh chị, tỉnh Tiền Giang ha. Địa chỉ đất mình á là thuộc xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha. Hướng bên đó thì nhà dân kìa, ngoài đó thì dân cư rất là đông. Chút nữa em sẽ chạy ra ngoài đó cho anh chị coi nha. Khoảng 2 cây số là mình tới được chợ Bình Đại, thị trấn anh chị, thì ủy ban xã Bình Thắng. Còn ngay chỗ tòa nhà cao cao đó là chốt dân phòng nha. Nhìn bên kia là cảng cá của Bình Đại rồi, cảng cá Bình Thắng anh chị, cảng cá. Đất của mình đây ha, chiều ngang là khoảng 150m, tính từ cái trụ giáp ranh cái nhà đó ngang qua, thế múc bên kia là 150m, chiều dài là khoảng 200m nha. Đất nở hậu, phía sau giáp với sông đó là sông gọi là sông Mekong. Trên đất như anh chị thấy á, là hiện tại mình có mấy cái ao tôm à, nhưng là bị bỏ trống rồi anh chị, không có nuôi nha. Bỏ trống cũng lâu rồi. Thì cỏ mọc rất là tùm. Đó, mà miếng đất cực kỳ vuông nha anh chị. Diện tích lớn nhưng mà rất là vuông. Đây, trước đất nè. Chỗ này giống như là dùng nuôi như hồi nãy em nói vậy á. Bên đây thì 99% là bà con nuôi tôm rất là nhiều rồi. Hệ thống đường điện nè, đường đê nè, xe tải chạy thoải mái nha. Rồi cái từ đó ngang qua ha, em chạy thêm một đoạn nữa cho chị coi. Thuộc xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Mình coi xong đất á, rồi em sẽ chạy ra ngoài hướng ngoài chợ cho chị coi. Cực kỳ nắng luôn anh chị, rất là nắng luôn á. Cái đường này nằm trên sổ mình luôn nha. Đất mình vuông ngon lành lắm. Dạ đó anh chị, mình gặp tới cái chiều ngang là tới cái trụ đó, gần bằng cái nhà đó, là khoảng 150m, chiều dài là khoảng 200m nha. Về múc dưới luôn. Tại mà hôm nay sậy đồ nhiều nè. Hôm nay mưa, nắng mưa lên sậy mọc rất là nhiều. Huyện Bình Đại mình á là có con đường động lực ven biển, và sẽ từ bên Tiền Giang bắt cầu qua, đi ngang qua Bình Đại nè, Ba Tri, rồi Thạnh Phú, rồi đi tới Trà Vinh luôn á anh chị. Mà nhưng mà thật tình mà nói á, là con đường đó nó sẽ làm ngay đâu em không biết thiệt. Đặt trường hợp anh chị nè, mình nắm rõ thông tin đó, mình biết con đường nó sẽ làm ngang đâu đó, mình có thể biết đâu mai con đường nó sẽ làm ngang đất mình đó, là giá cả nó sẽ khác nha anh chị. Em tư vấn thật tình anh chị, mình nắm rõ kỹ càng về thông tin á là mình hãy mua nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, anh chị mình có nhu cầu á để mình mua, mình làm nghề của mình á, là nuôi tôm, là nuôi trồng thủy sản gì đó, mình có thể mua nha. Mua để về mình cải tạo lại, cải tạo ao lại nè. Tại ao này là chủ không nuôi cũng khá là lâu rồi. Cải tạo ao nè, thì mình là đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị đồ vô hết anh chị. Đất thì vuông vức ngon lành lắm. Dạ rồi, để lấy sổ cho chị coi nha. Chị để em chút để em kiếm sổ nha.
Dạ đây là sổ mình nè. Đất của mình là hướng nam nha anh chị, hướng nam nha. Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 4 luôn ha. Địa chỉ là xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, diện tích là sổ lớn. Nhưng mà nhu cầu chủ muốn bán là từ 1 mẫu đến 2 mẫu rưỡi, tức là từ 10.000 đến 25.000 mét vuông. Ít nhất là 10.000 ha, tối đa là 25.000 mét vuông. Diện tích là 41.543,9 mét vuông. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất nuôi trồng thủy sản ha. Lầu dế nè, 548,8 mét vuông hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ. Bên đây sơ đồ nè ha anh chị. Đó. Hướng là hướng nam. Nhìn chị thấy sơ đồ thì đất nở hậu ha. Nhu cầu chủ muốn bán từ 10.000, ít nhất là 10.000, tối đa là 25.000 mét vuông, là từ 1 mẫu đến 2 mẫu rưỡi á. Giá đây anh chị mình sở hữu á là 5 tỷ trên 1 mẫu nha. 5 tỷ 1 mẫu. 5 tỷ 1 mẫu nha anh chị. 5 tỷ 1 mẫu. Đó, hiện tại là sổ như anh chị thấy á, sổ sẵn ha. Với chiều ngang 1 mẫu trung bình á là ngang 50 mét. Trung bình 1 mẫu là ngang 50 mét ha. Còn chiều và dài là khoảng 200 mét, nở hậu là một chút nữa. Đó. Mình mua bao nhiêu thì chủ sẽ cắt ra bán cho mình ha anh chị. Ít nhất là 1 mẫu, nhiều nhất là 2 mẫu rưỡi. Rồi, 5 tỷ 1 mẫu nha. Mình nhanh tay liên hệ với em qua số điện thoại để em được tư vấn anh chị rõ hơn, gửi tích lục quy hoạch nè. Sổ nè, định vị cho anh chị mình coi ha. Bây giờ em sẽ chạy đi từ đây nè, em ra ngoài hướng dân cư đông cho anh chị mình xem một chút nữa. Dạ, bây giờ em sẽ chạy ngoài hướng ngoài dân cư đông cho anh chị, hướng này cho anh chị xem nha. Anh chị biết sao mà em không chạy tới đó không? Tại vì em sợ người ta nuôi tôm, người ta kỹ, sợ không cho người lạ vô á, để không phiền phức nữa. Nên em dừng nửa đường vậy nè. Rồi mình đi thôi anh chị ơi. Rồi mình đi thôi anh chị ơi. Đường này là trên thiên thị luôn ha. Dạ. Nãy giờ em quên giới thiệu, hướng này anh chị đi thẳng xuống là tới được chợ Thừa Mỹ. Chợ Thừa Mỹ mình đi xuống biển Thừa Đức luôn ha anh chị. Nếu quẹo phải á, mình ra ngoài quốc lộ 57B ra chùa Vạn Phước rồi nha. Đoạn này thì mình gần với chợ Thừa Mỹ hơn. Đi chợ là cũng rất là gần này. Còn hướng này đang chạy ra ngoài khu dân cư đây nè. Hướng đi ra ngoài ủy ban xã Bình Thắng nè. Thì chợ thị trấn Bình Đại đâu á. Bây giờ thị trấn là khoảng hơn 2 cây số thôi ha nha. Hơn 2 cây số một chút thôi. Còn từ thành phố Bến Tre mà anh chị xuống đây á là khoảng 50 cây anh chị, 50 cây số nha. Bến xe miền Tây mình về đây khoảng hơn 150 ạ. Khoảng 150 cây á. Đó, ra đây thì dân cư rất là đông rồi. Tại vì trong đó dùng nuôi chuyên nuôi tôm không mà chỉ có những đây đường này xe 2,5 tấn ha. Tại vì trong đó là dùng nuôi chuyên nuôi tôm, chỉ có những mà khu mà sản xuất tôm giống nè, thì chỗ bán thức ăn nè, chòi nè, tàu đánh cá của bà con anh chị. Ở đây bà con nghề chính là nuôi tôm nè với đi biển anh chị. Đó, lượng mà hải sản cực kỳ nhiều luôn nha. Khô mực đó nhiều lắm anh chị, khô mực thì khô một nắng rồi, nhà toàn là nhà đẹp không ha, biệt thự không à. Thuộc xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha. Ồ đây biệt thự nữa nè anh chị, rất là đẹp nha. Thật sự mà nói đây là lần đầu tiên em nhận đất ở dưới Bình Đại nè, đất vuông tôm nữa anh chị. Diện tích thì tính là một mẫu không à, một mẫu, hai mẫu, ba mẫu, bốn mẫu rồi ha. Ha, nhưng anh chị thấy sổ mình á, diện tích là hơn 4 mẫu rồi, 41.000, hơn 41.000 mét vuông. Dạ rồi, đây có trường học nè. Đó, trường học ha, trường tiểu học. Em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất là chân thành cảm ơn anh chị mình đã xem đến cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha. Đầu tư thì xin lời, mua bán thì thuận lợi. Cái phần định vị của miếng đất á, em để bên dưới phần mô tả anh chị.
mình lít vô đó mình có thể xem được vị trí của đất ngày hôm nay. Còn số điện thoại em thì để trên video á. Em cũng xài Zalo số đó luôn á. Anh chị mình cần thông tin gì em cứ cứ kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin cho anh chị xem nha. Ngay đây có khu vực chợ nè. Dạ rồi, bye bye mọi người.